Và bây giờ mình sẽ ghim điện. 1, 2, 3. Oh my god. Bóng đèn nó đã cháy rồi. Tất cả các con led nó đều sáng hết rồi nè quý vị và các bạn. Chỉ có con đường là chúng ta thay led như thế này thì mới hy vọng là bóng đèn chúng ta nó sẽ tốt được. Và bây giờ là cách làm của mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Alo. Thân chào tất cả mọi người. Chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ cách sửa các cái bóng đèn led nó bị không sáng, nghĩa là bị hư rồi quý vị. Thì cách sửa các bóng đèn này thì nó có nhiều cách sửa lắm. Tuy nhiên nó có một cái quy tắc bất di bất dịch ha. Đối với một cái bóng đèn led thế này nè quý vị, nó sẽ có cấu tạo. Đây là bóng đèn led. Nó sẽ có cấu tạo từ hai phần. Phần thứ nhất là cái driver bên trong nó. Driver, nói cái driver nó thôi, thực tế ra đó là cái bộ phận mà nó chuyển đổi từ cái điện AC thành điện DC để nó cung cấp cho các con led này nè. Còn phần thứ hai là các con led. Led này nó gãy hư tụ nè. Tụ thì tụ lọc nguồn thôi chứ nó không có gì. 400V. Gãy tụ. Đó. Thì đa số 90% các cái là bóng đèn này nó đều hư các con led. Và cách nhận biết của nó là chúng ta quan sát bằng mắt thường, chúng ta như nhận thấy nè. Các cái con led này thì nó có cái màu đồng mờ nhất, nhưng mà tới cái con led này nè quý vị, nó đã bị cháy tim rồi nè. Thì những con led này nó có cái cách sửa của nó. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ nối tắt những con led này nè. Con này với con này nó song song với nhau và nó nối tiếp với con này. Chỉ cần con này nó đứt là nó sẽ, đó là tất cả các cái mạch chỗ này nó sẽ không có nối tiếp với nhau, điện nó sẽ không có đi qua. Chính vì vậy mà các con led nó không có sáng được. Cũng giống như một cái ống nước vậy đó. Chúng ta cắt đoạn giữa của nó rồi thì cái đoạn cuối nó không bao giờ chảy được. Và chúng ta không có hoàn thành được một cái chu trình đó là truyền nước. Vì vậy mà chúng ta cần phải nối tắt. Nối tắt có nghĩa là chúng ta đó là lấy một cọng dây điện nối qua thôi. Thì nó sẽ sáng lại. Tuy nhiên nó có một cái đó là hạn chế chỗ này nè. Cái công suất của cái này là nó cung cấp điện rất là nhiều. Cái driver nó cung cấp điện chẳng hạn như là 220V đi, DC đi. Nó sẽ cung cấp cho tất cả các con led này. Mỗi con led đó, nó có 22 con led thì mỗi con led nó sẽ chịu đó là 10 đó là volt. Đó. 10V. Mà con led này chúng ta nói tắt qua thì tất cả các bóng đèn còn lại nó phải chia 10V này, nghĩa là nó chịu thêm một cái áp lực nữa. Thì các con led còn lại nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ dễ bị hỏng hơn. Đặc biệt là con led mà mắc đó là song song với nó là hai con led này hình như là nó bị đứt. Ha. Thì cách để sửa bóng đèn này, chúng ta đầu tiên là chúng ta cần phải có, thứ nhất đó là cái mỏ hàn. Một cái mỏ hàn. Thông thường thì chúng ta phải cần có mỏ hàn quý vị để mà chúng ta hàn chì. Cái thứ hai là chúng ta cần phải có một cái đó là cái công cụ, đương nhiên phải có một cái ổ mà cung cấp điện cho nó. Đó, ở đây mình có nè, cọng dây. Rồi, chúng ta cần phải có điện. Đó, đây có điện. Đây. Rồi. Rồi chúng ta cần thiết nữa chúng ta có đồng hồ ha. Đây là mình hướng dẫn cho những bạn nào có điều kiện, còn đối với những bạn không có điều kiện thì mình sẽ chia sẻ một cái clip tiếp theo ha. Rồi bây giờ là để sửa bóng đèn này chúng ta sẽ thực hiện các bước như thế này nè quý vị. Chúng ta sẽ ghim này vào. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đó là gắn cái bóng đèn vô, chẳng hạn như mình muốn sửa bóng đèn này. Bóng đèn này hồi nãy thì nó cháy con tụ rồi. Con tụ đó, con tụ lọc nguồn. Thôi mình sẽ sửa bóng đèn khác đi. Rồi bóng đèn này đi. Bóng đèn này thì người ta có người đã sửa rồi. Và người ta đã nói tắt hai con led này nè, hai con led này nó song song với nhau. Nhìn trên mạch thì thấy nó song song với nhau. Nó đều nói nè. Sau khi nói song song thì con led này là tiếp tục nó cháy con led này song song với led này, nối tiếp với hai con led này. Con led này nó chịu áp lực không nổi. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta muốn sửa bóng đèn này thì chúng ta đó là cho nó vào điện. Rồi, sau khi mà chúng ta ghim vô nó không cháy nè, phải không? Chúng ta sẽ đo cái là cái điện áp của nó, chúng ta sẽ chỉnh cái đồng hồ chúng ta về thang đo DC. Mình sẽ dặn được cái mức là 1000V ha. Rồi. 1000V DC, chữ V là DC nè. Còn cái chữ V này là AC.
điện xoay chiều, điện một chiều. Rồi mình sẽ tiến hành mình đo coi. Đo hai cái là cái này coi nó có được có ra điện không. Đấy, 287V ha. Như vậy là cái driver nó còn tốt nè quý vị, 287V nè. Như vậy là nó có điện ra nha. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một cái là cái nhíp mà nó có cách điện. Cái nhíp có cách điện nha. Đây, đây là cái nhíp nè. Mình đã quấn băng keo ở ngoài cách điện nè. Để mình làm gì? Mình sẽ chập vô cái con led mà nó bị cháy á. Rồi. Đối với con led nè. Đây nè, con led nó cháy nè. Mọi người thấy nó bị đen đầu nè. Đó. Con led này nè. Bị đen nè. Và chúng ta thử chúng ta cầm cái cây nhíp nè. Chúng ta sẽ chập vô hai cái đầu này. Nó có sáng không? Đấy, nó sáng nè, thấy chưa? Chứng tỏ là con led là cái mạch này nó bị là... là nó bị chỗ bị cái chỗ mà con led này. Và chúng ta tiến hành đó là đi đó là sửa đó. Sửa cách thứ nhất là chúng ta chỉ cần nối tắt qua thôi. Bây giờ mình sẽ làm cái cách thứ nhất ha, đó là nối tắt cho quý vị xem. Sau khi nối tắt xong thì kim vô nó sẽ cháy nhưng mà một thời gian nó sẽ đứt. Nhưng mà mình muốn thực hành thử cho quý vị xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ nối tắt lại nè. Cách này thì nó đơn giản và đa số ai cũng làm được hết, rất là đơn giản luôn ha. Rồi. Để nối tắt thì đầu tiên chúng ta phải khử cái con led mà nó chết ra. Đó, quý vị là khử nó ra. Đây con led này nè. Led này nó song song với led này nè. Quý vị thấy nè, trên cái bảng mạch nó ha. Đây nó nối qua đây, con này đây cũng nối qua đây song song với nhau. Chỉ cần một con led nó sống thôi là nó sẽ cháy. Và chúng ta sẽ khử này ra nè. Đó, chúng ta khử bỏ. Đó. Rồi. Sau khi khử xong chúng ta sẽ hàn nó vô. Chúng ta sẽ chấm cái chì hàn nó vô. Ha. Rồi mình sẽ chấm chì hàn vô cho nghe quý vị. Mình sẽ zoom máy lại cận cảnh nè. Mình sẽ chấm chì hàn nó vô. Rồi đây là cái chì của mình. Mình sẽ chấm nó vô. Rồi. Đấy, chỉ cần chấm vậy thôi. Và mình bảo đảm với quý vị là khi mà mình đó là ghim điện vào là coi là nó sẽ sáng. Đây. Đó thấy chưa? Cháy. Tuy nhiên cái độ bền của bóng đèn này thì mình không có đảm bảo. Bởi vì sao? Bởi vì đó là nó đã cháy ba con led rồi. Cái áp lực của nó tạo ra đó là cái dòng điện nó đi qua rất là nhiều mà những con led còn lại nó phải chịu một cái áp rất là lớn. Cho nên nó là cái độ bền nó không có an toàn. Và mình sẽ chuyển sang cái phương án thứ hai, đó là chúng ta sẽ thay các con led này ha. Chúng ta sẽ thay nó. Và thay làm sao? Để thay led thì chúng ta cần phải có những con led chúng ta đã tháo ra. Mình sẽ có một clip hướng dẫn các bạn tháo led. Và ở đây mình đã có sẵn các con led rồi ha. Mình sẽ lấy các con led cho mấy vị xem. Đây, đây là các con led nè. Đây mình có một số con led nè ha. Những con led này thì led 5V. Từ từ mình sẽ chia sẻ tiếp các cách để mà xác định một con led 5V và các con led 6V, 9V hoặc 12V nha quý vị. Đó. Rồi sau khi có led chúng ta cần có một cái dụng cụ đo. Ở đây mình đã chuẩn bị có một cái dụng cụ đo như thế này. Mình có một cái que như thế này nè quý vị. Đây cái que, cái đầu nó, cái đầu thì đầu USB. Đầu USB này chỉ là bình thường thôi, một cọng dây USB như thế này. Đầu đỏ là dương, đầu đen là âm. Mình có một cái là cái bộ nguồn AUTUVON tự tạo, tự chế ra cái AUTUVON. Đó, AUTUVON nè. Mình có thể dặn nhỏ nhất là 3,8V nè, 3,8V nhỏ xuống nữa thì nó không có hiện cái đồng hồ của mình lên. Đó, mình sẽ đó là có một cái cổng nè, cổng ga. Mình sẽ gắn cái cọng dây vào đây ha, gắn cọng dây vào đây. Đặng chi? Đặng mình test các con led coi nó còn sống hay nó chết ha. Giờ chúng ta xác định led sống led chết để mà chúng ta đó là thay vào cái bảng mạch này. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm ba con led để mà thay vào đây ha, ba con led để mà thay vào đây. Đầu tiên ở trên cái bảng mạch, ở trên cái bảng mạch này chúng ta phải xác định được cái là âm dương của nó trước, đầu nào âm đầu nào dương ha. Đối với là cái bóng đèn led này thì nó đã có sẵn cái gạch rồi, cái dấu này nè. Tuy nhiên có nhiều một số cái bóng đèn không có nha. Đây là trừ nè,
vậy là bên đây là cộng, còn đối với con led đó trừ cộng ha. Thì trên con led chúng ta cũng nếu như mà đây là một cái chip led nè, đó nó có cấu tạo chip led nè quý vị. Nếu chúng ta lật cái lưng nó lên á, thì ở bên đó là ở cái bên mà nó dài này nè, nó lớn này nè là âm, bên đây là dương ha, bên ngắn này là dương, bên đây là âm. Rồi chúng ta giờ tiến hành đó là chúng ta test thử nó coi nè quý vị, là để nó xuống nè. Rồi bây giờ chúng lấy cái que này nè, chúng ta cấp điện cho nó coi. Dương đó là màu đỏ, còn âm đó là màu đen nè. Chúng ta sẽ là chọt cho thử coi. Không sáng, giờ chúng ta tăng lên này 5V. Đấy, 5V. Đó, sáng con led rồi nè. Đó, có thể ở xa các bạn không thấy, nhưng mà đây là gần là nó sáng con led. Như vậy là con led này còn sống nè, mình sẽ lấy ra sử dụng nè. Led này sống nè, lấy ra sử dụng và mình đặt đúng cái chiều của nó, âm dương của nó. Để lát nữa mình gấp, mình đưa vô thì nó sẽ dễ. Đây là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn nha. Bạn nào có thể làm được thì làm. Rồi. Đây con led này cũng sống nữa nè. Thêm một con led nữa, hai con. Để đầu âm dương nó giống như là trên bản mạch, để đừng lộn. Rồi, đây thêm con nữa, ba led. Và mình khuyến khích mấy bạn thêm một con led nữa đi. Lỡ như mình gấp mà nó có bị lộn thì trong quá trình mình làm nó cũng là dễ. Thào nó dư đỡ còn thiếu nghe các bạn. Đó, bốn con. Rồi giờ là nhiệm vụ của cái này, để đây mình sẽ chuyển nó qua bên, đẩy cái này lại, mình dẹp qua bên đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo các con led này ra, không có để như vậy. Đây, mình sẽ đó là lấy cái mỏ hàn này, mình sẽ đưa vào đây cho nó chảy chì ra. Như thế nào mới gọi là nó còn cái chân led ở dưới nữa, nó còn cái chân led ở dưới nữa. Rồi nó xuất ra nè, nó xuất cái chân led ra nè quý vị. Đây là cái chân led nó nè, nó xuất ra nè. Chúng ta thay mới được ha. Nó có hai cái chân led ở dưới. Rồi nó xuất luôn cái chân led ra nữa rồi nè. Đây, như vậy là xong được con led này. Rồi chúng ta sẽ vuốt hai đầu của nó. Mỗi bên đầu như vậy chúng ta sẽ cho nó một cái miếng chì, đặng mà chúng ta hàn vào thì nó có chì để mà chúng ta hàn. Mình hướng dẫn rất là tỉ mỉ nha quý vị. Nếu như quý vị cảm thấy video của mình hữu ích thì quý vị đừng ngần ngại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, để kênh mình càng ngày càng phát triển nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gấp con led thay vào. Đây chúng ta sẽ đặt con led vào. Chúng ta chấm nhẹ một cái. Rồi văng con led luôn. Đó trong cái văng nó mất tiêu luôn rồi. Nó trong quá trình làm thì nó có những cái mà trục chặt vậy đó. Ta lấy con led lại, đặt vào. Chấm chì. Đấy, nó dính rồi phải không? Tới bên này chúng ta đó là cái bên này chúng ta cho chì vào. Nếu như mà lúc đầu mà chúng ta cho chì mà nó dư ra thì nó đã dính rồi, bây giờ là thiếu thì chúng ta châm vào. Rồi. Xong. Sau khi mà chúng ta thay xong rồi đó quý vị, chúng ta hãy đó là làm cái bước cho mình, đó là chúng ta đo thử cái con led này nó có cháy chưa. Đây nè. Chúng ta sẽ lấy cái que, chúng ta chập vô đây. Sao không thấy nó cháy? Lý do là con led này nó dính vô nè, cho nên hai con này nó không cháy được, nó bị ấy. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành thay luôn con này thì nó sẽ là cháy con kia thôi. Đó là theo mình đoán thôi nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay luôn con này. Đấy. Xuất được một cái chân rồi, chân bên này nữa. Rồi xuất luôn. Rồi mình sẽ cho một miếng chì vô. Đấy. Rồi. Chúng ta sẽ gấp con led và chúng ta sẽ thay y chang hồi nãy.
Rồi bây giờ chúng ta hãy thử đo thử coi. Đó, hai con led nó đều sáng hết rồi, thấy không quý vị? Hai con led đều sáng hết rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay tiếp con led thứ ba. Dùm điện vô là bảo đảm là nó sẽ sáng nè, nhưng mà con led đó nó không có cháy được. Ôi nó cháy luôn rồi kìa. Ôi nó cháy tất cả các con led luôn rồi. Nãy giờ công kỹ ngồi làm. Đó, thì mình đã thay led hết trơn rồi đó quý vị. Đó. Nào quý vị quan sát thì mình là tất cả các con led nó đều sáng hết luôn. Ha, đây. Đó. Sáng hết luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ cái bóng đèn nó độ bền nó sẽ là nó bền hơn rất là nhiều nha quý vị. Đây. Đó. Thì tất cả các con led nó đều sáng hết. Chúng ta sẽ đậy cái nắp lại. Đó. Thì đó là các bước cũng như cái quá trình sửa một bóng đèn của mình. Nó có nhiều cái phương án để mà cho chúng ta đó là lựa chọn để mà chúng ta có thể là sửa một cái bóng đèn đơn giản. Nếu như mấy bạn muốn là sửa đơn giản thì mấy bạn chỉ cần nối tắt lại thì chúng ta đó là sẽ xài được cái bóng đèn thôi. Còn nếu như mà chúng ta mà kỹ hơn như mình đó thì mình có thể thay led đó thì chúng ta xài nó sẽ bền hơn ha. Thì đa số là nhà mình chịu sử dụng bóng đèn ve chai không à. Cái bóng đèn mình đang gọi để mà làm clip đây thì mình cũng sửa từ ve chai luôn ha. Hy vọng rằng đó là cái chia sẻ của mình nó sẽ đem đến cho quý vị nhiều cái bổ ích nha quý vị. Nếu như quý vị cảm thấy cái clip của mình nó bổ ích thì quý vị hãy làm ơn cho mình một like, một lượt đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của mình. Thân chào, hẹn gặp lại.